Hôm nay học về kinh pháp cú, kinh pháp cú về những cái bài kinh theo các cái vần thơ nên là rất là dễ học và rất là dễ thuộc lòng. Cái kinh này thì có những cái văn tự thì rất là hay, ý nghĩa rất là sâu sắc, có cái sự giáo dục rất là cao. Và có 26 cái phẩm kinh pháp cú. Hôm nay em học về phần đầu tiên, ở đây là về phẩm song hiếu, kinh pháp cú phẩm song hiếu. Rồi thứ nhất, ý dẫn đầu các pháp, ý làm chủ ý tại. Nếu với ý vô nhiễm nói nên hay hành động, khổ não bước theo sau như xem chân cần kéo. Thì cái bài kệ này rất là phổ thông, và các những học giả Phật giáo thì hầu như ai cũng biết đến cái bài kệ này, vì cái bài kệ này đã nói lên cái tính chất của cái tâm của con người, cái tâm ý của con người, nói lên đúng cái bản chất của cái tâm của tất cả những người ở trên thế gian. Bây giờ cái tâm ý thì nhưng mà về cái tâm của con người thì nó có rất là nhiều các cái mặt tâm khác nhau. Nhưng mà chia nó ra thì nó có 89 tâm vương, hay là chia sẻ ở một sẻ ở cái mức độ cao hơn thì nó là 121 tâm. Và các cái 52 tâm sở thì trong đó thì những cái tâm mà nó thuộc về cái nội ý môn này chiếm rất là nhiều, thì trừ đi một số tâm là ngũ song thức, còn lại những cái tâm khác cũng đều chiếm lên là cái nội ý môn này. Thì hay là trong con người thì có 6 căn, do cái 6 căn thì gọi là 6 căn môn, 6 cái cửa khiến cho tâm của con người sinh khởi. Thì trong đó thì có căn mắt, tai, mũi, lưỡi, tâm, ý. Hay ý ở đây cũng gọi là ý môn. Ý là cái cửa của ý, tức là cái này là cửa ở trên cái căn mắt, thì nó là ở trên mắt, nhãn thức, nó sinh khởi lên cái nội tâm nhãn thức. Ở tai thì nó là sinh khởi lên nội tâm ý thức. Ở mũi nó khởi đến nội tâm ý thức, ở lưỡi nó khởi đến tâm thiết thức, ở tâm thì nó có cái tâm thiết. Còn là riêng có một cái tâm hoặc là những cái tâm gì, tất cả những cái nội tâm gì mà nó sinh khởi lên từ ở trái tim, tức là nó đưa vào sắc trái tim nó sinh khởi lên, thì những cái tâm đấy thì được gọi là ý. Vậy thì tất hầu hết các tâm, đại đa số các tâm, các cái nội tâm thì nó đều khởi lên ở cái nội ý môn. Đấy, cho nên là ý dẫn đầu các pháp. Vậy thì nói đến ý là nó đã bao quát hết, nó bao quát gần hết các cái dòng tâm ở trong đấy rồi. Và nếu mà cho nên là nói đến cái ý đã nói đến hết cái tâm thức của con người rồi. Bây giờ chỉ cần hiểu ý là gì, thế nào là ý dẫn đầu các pháp, thế nào là ý làm chủ ý tạng, thế nào là ý ô nhiễm, tại sao với ý ô nhiễm nói nên hay hành động, khổ não lại bước theo sau như xe chân vật kéo. Thì ý ở đây là một cái ý thức, cái tâm luôn đi trước và nó hướng đến các cảnh và nó xác định các cái cảnh ấy. Ý ở đây cũng là ý môn. Thì nên là bây giờ tất cả những cái gì mà những cái tư tưởng gì nó khởi lên là do cái tâm của mình nó phải hướng đến cái đối tượng đấy. Ví dụ như là bây giờ cái con mắt của mình nó nhìn thấy một cái cảnh sắc gì thì đầu tiên thì nó phải khởi lên một cái tâm là một cái ý muốn, một cái ý muốn nhìn cảnh. Thì cái tâm đấy gọi là cái hướng ý môn, và cái tâm này nó cũng khởi lên từ ở cái sắc trái tim, cho
nên nó thuộc về ý môn, nó thuộc về ý. Sau đó thì con mắt mới nhìn vào cái cảnh vật đấy. Thì cái tâm là nó đi trước cái nộ của cái con mắt đấy, thì nó là hướng ý môn. Vậy cho nên là nó là ý dẫn đầu, ý nó dẫn dắt cái con mắt đến với cảnh. Cái con mắt tự động nó không biết, nó không biết đi tìm cảnh, mà là cái ý nó dẫn nó đến để cho nó nhìn thấy cảnh đấy. Vậy khi mà bây giờ cái ý nó khởi lên, cái tâm muốn nghe âm thanh, thì bắt đầu nó sẽ dẫn dắt cho, làm cho cái tai nghe âm thanh, hay là nó hướng tâm đến cái âm thanh, nó làm cho cái tai này mới nghe âm thanh. Vì vậy cho nên cái tai mà để nghe âm thanh cũng là do cái ý nó dẫn dắt, gọi là hướng ý, gọi là hướng ngũ môn. Vậy cho nên là cái ý này nó cũng đi dẫn đầu luôn cả cái nhĩ thức. Cái ý này nó cũng khi mà mình muốn ngửi hương ấy, thì không phải là mũi nó muốn ngửi, mà nó là ý nó muốn ngửi, hay là cái lưỡi của mình nó muốn ăn một cái gì đó, không phải là cái lưỡi này nó muốn ăn mà cái ý nó muốn ăn. Sau đó nó sẽ làm cho cái lưỡi này ăn cái gì đấy, nó lựa chọn một cái gì đấy là do ý. Còn cái lưỡi thì nó chỉ biết nếm thôi. Thân này cũng vậy, nó xúc chạm một cái gì cũng là do ý, ý nó dẫn dắt. Rồi là nó làm cho thân xúc chạm một cái cảnh gì đó. Sau đó ở ngay cái nội ý môn, ý nó muốn bắt lấy một cái đối tượng gì đấy. Nó không, khi mà nó nhìn thấy cái cảnh sắc, nó nghe âm thanh, nó ngửi hương, nó đến vị và nó xúc chạm, rồi nó sẽ ghi nhận lấy cái cảnh đấy. Nó tiếp nhận lấy cái cảnh đấy, nó ghi nhận lấy cái cảnh đấy. Và lần sau nó muốn trải nghiệm lại cái cảm giác thấy cảnh, nghe âm thanh, ngửi mùi, đến vị, xúc chạm, thì nó chỉ cần hướng cái tâm đến cái cảnh đấy, nó không cần mắt phải đi nhìn nữa, mà lúc đấy nó chỉ cần hướng cái tâm đến cái thời điểm quá khứ mà mình đã từng thấy cảnh sắc đấy, cái cảnh sắc đấy lại hiện diện để ở trong nó. Vậy đấy là nó ý nó dẫn đầu là thế. Nó muốn nghe, nó muốn ôn lại cái âm thanh thì nó chỉ cần hướng cái tâm nó nghĩ lại đến cái âm thanh đấy. Thì tất cả các tâm khác vậy, cho nên nó là cái nội ý môn này mà. Vậy cho nên là ý nó dẫn đầu, nó đi trước tất cả mọi thứ, tất cả tất cả những cái hoạt động của thân tâm mình, cả về thân về tâm của mình đều là do ý nó dẫn dắt, đều là do ý nó dẫn đầu. Vậy cho nên mới gọi là ý dẫn đầu tạm pháp, ý làm chủ ý tạm. Đấy, bây giờ đến ý. Vậy thì nhưng mà ý ở đây thì nó lại có hai loại ý, một là ý giới và hai là ý thức giới nữa. Ý giới và ý thức giới phân biệt về cái ý giới được xem là tiền vệ và hậu vệ của ngũ song thức. Tức là ý giới ở đây có nghĩa là mặc dù là cái con mắt nó thấy cảnh, nhưng mà nó có hai loại, một là nó thuộc về ví dụ như là con mắt nó thấy cảnh, nhưng mà không, nó cái giới hạn của nó chỉ có cái tâm nhãn thức thôi. Cái giới hạn của nó chỉ có mỗi cái nhìn thấy cảnh, còn cái mà nó hướng đến cảnh là thuộc về lĩnh vực của ý. Cái tiếp nhận cảnh đấy cũng là lĩnh vực của ý, thì đấy là ý giới. Tiền vệ và hậu vệ tức là cái tâm mà đi trước cái nhãn thức và đi sau nhãn thức, hướng đến cảnh để cho mắt thấy, và sau đó mắt thấy một cái thì cái ý đấy nó lại tiếp nhận cái cảnh đấy. Thì cái tâm mà nó tiếp nhận cái cảnh đấy nó cũng sinh lên từ ý môn, nó cũng sinh lên từ cái sắc trái tim. Thì tất cả những tâm gì mà sinh lên từ sắc trái tim đều được gọi là ý giới và ý thức giới. Đấy là ý giới và ý thức giới thì được xem như là một cái con khỉ ở trong vườn. Ý giới được xem là tiền vệ và hậu vệ. Còn ý thức giới ở đây tức là những tất cả những cái tâm, tâm như là cái tâm mà nó suy xét đối với cái cảnh là mắt tai mũi lưỡi thân,
tiếp nhận cái cảnh đấy và nó suy xét cũng là ý thức giới, nó xác định cái cảnh này là tốt hay xấu, thì cái đấy nó cũng thuộc về ý thức giới. Rồi là nó khởi lên tâm thiện hay khởi lên tâm bất thiện thì nó cũng thuộc về ý thức giới. Thì cho nên cái ý thức này thì người ta cũng được ví như là con khỉ ở trong rừng, vì nó không ở yên một chỗ. Cái ý thức người ta hay ví là tâm biên ý mã, tâm ý như là con ngựa không có dây cương, hay là như con khỉ mà nó cứ chuyển cảnh. Thì cái ý nó như con ngựa hoang, như cây gậy tung lên không rồi sẽ rơi xuống đất, như vũ công ở trên sân khấu, vì nó mang đủ hình dạng. Nó chỉ là một cái ý thôi, nhưng mà nó mang đủ các tình tướng, nó có tốt có xấu cũng là cái ý đấy, nhưng mà nó chỉ đi khởi lên sai thôi. Nó chỉ cần có những cái hiểu biết sai thì nó là những cái ý xấu, nó có cái hiểu biết đúng thì nó là cái ý tốt, cũng là cái ý đấy. Nhưng mà cũng là cái ý đấy thì có những cái ý thì của những bậc thánh nhân cao thượng, nhưng mà có những cái ý nó rất là xấu xa hạ nhiệt, thì nó cũng là cái ý của mà nó có nhiều cái hình dạng như vậy. Tham nó cũng là ý, sân cũng là ý, si nó cũng là ý, vô tham vô sân vô si nó cũng là ý, si mê tà kiến cũng là ý, mà giác ngộ giải thoát cũng là ý. Thế ý dẫn đầu các pháp, vì nó hướng đến căn các cảnh, nó hướng đến cảnh sắc làm cho mắt thấy sắc, nó hướng đến cảnh âm thanh làm cho tai nghe tiếng, hướng đến cảnh mùi nó làm cho lưỡi đến vị. Thì đấy là ý dẫn đầu các pháp. Thì từ cái ý này rồi nó mới khởi lên các cái tâm, các cái nội tâm khác nhau. Từ cái ý nó dẫn dắt, nó làm cho cái tâm ở thuộc về con mắt thấy cảnh sắc, rồi nó khởi lên tâm tham, cũng là do ý. Ví dụ ý nó hiểu biết sai, nó có tà kiến thì nó khởi lên tâm tham. Nó ý này nó cũng có thể làm cho khởi lên tâm sân, ý này nó cũng có thể khiến cho cái tâm si nó khởi lên. Yến này cũng là cái ý này nó có thể khởi lên các tâm thiện và tâm bất thiện. Vì vậy nên nói là ý nó dẫn đầu các pháp, còn ý làm chủ và ý tạo. Thế ý ở đây nó làm chủ, tức là nó chủ động tạo tác ra các cái tâm thiện và tâm bất thiện, và nó là chủ nhân, và nó có quyền quyết định. Tức là ý này nó có quyền quyết định, cho nên nó xác định một cái gì đó theo cái sự hiểu biết của nó. Nếu như cái ý này mà nó được học tập những cái điều đúng, nó được học tập chánh pháp, thì mỗi khi mà nó tiếp xúc với một cái cảnh vật gì đó, nó sẽ tác ý, gọi là tác ý đúng theo cái pháp đấy. Tức là nó hiểu biết đúng pháp, mỗi khi nó thấy pháp nó sẽ nhìn nhận pháp theo đúng cái sự thật của cái pháp đấy, thì nó sẽ tạo nên những cái thiện nghiệp. Còn nếu như mà ở cái ý đấy nó không được học cái chánh pháp, nó được tiếp thu những cái tư tưởng tà kiến, thì mỗi khi mà nó tiếp nhận với một cái cảnh nào thì nó lại khởi lên những cái tâm, những cái hiểu biết sai trái, những cái hiểu biết không đúng về cái pháp đấy, thì nó sẽ sinh ra những cái tâm bất thiện nó khởi lên. Thì những cái tâm đấy thì nó sẽ tạo tác ra những cái nghiệp bất thiện, ý hướng dẫn đến cảnh sắc. Làm ví dụ như là bây giờ ý nó hướng cho cái tâm đến một cái cảnh sắc để cho con mắt thấy cảnh sắc, rồi nó tiếp nhận cái cảnh ấy, suy xét cảnh ấy và xác định cảnh này theo sự hiểu biết. Nếu như mà nó suy nghĩ theo cái lối thông thường, nó được hiểu biết theo cái lẽ thông thường, nó thấy cái cảnh đấy là đẹp hay là thường, là nặng, là ngã, là tịnh, thì nó sẽ khởi lên những cái tâm tham tà kiến. Nếu ý ấy đã từng được tu tập hay từng được nghe chính pháp
thì nó sẽ sang thấy cái cảnh này là vô thường của vô ngã, thì những cái tập hành tâm thiện thì nó sẽ khởi lên. Đấy là cái ý nó có, nó làm chủ là nó có quyền xác định, nó có quyền xác định đây là tốt hay là xấu, đây là đúng hay là sai, đây là phải hay là trái, là chính là tà. Nên là khi mà một khi mà giáo dục, chính là giáo dục cái ý của con người để cho cái ý thức đấy, cái ý đấy nó nhận thức ra, cái ý đấy nó sẽ nhận thức đúng hoặc là nó sẽ nhận thức sai. Nếu nó được tiếp thu những cái kiến thức sai thì nó sinh ra những cái nhận thức sai, nó được tiếp thu những cái kiến thức đúng thì nó sẽ có những cái sự hiểu biết và nhận thức đúng. Thì khi mà có sự hiểu biết và nhận thức đúng rồi thì nó sẽ luôn luôn khởi lên những cái tâm mà nó có trí tuệ. Cái tâm hiểu biết đúng ấy là nó có trí tuệ, mà cái tâm đấy thì nó sẽ tạo nên những cái thiện nghiệp, những cái hành động này. Thì đấy là ý nó có thể tạo tác này. Bây giờ làm một cái gì là do ý, cố tâm, cố ý. Hiểu, bây giờ một cái hành động là sản sinh là do ý nó cố tình sản sinh, thế cho nên là ý nó tạo tác. Bây giờ muốn trộm cắp là do ý nó phải khởi lên cái ý muốn trộm cắp. Tà dâm nó rồi uống rượu đấy là do ý nó khởi lên cái ý muốn, nó cố ý làm cái việc đấy, ý nó cố tình làm việc đấy, không phải cái thân này làm, cái thân này không có làm được, mà là do cái ý nó cố ý nó điều khiển cái thân này làm. Thế nên là cái ý nó điều khiển tất cả thân tâm. Ý chưa từng được tu tập thì nó sẽ khởi lên những cái tà kiến, ý từng được tu tập thì nó sẽ khởi lên cái chánh kiến. Đấy là nó xác định, ý nó xác định cái cảnh đấy, cái cảnh gì nên làm và không nên làm là do ý. Ví dụ khi ý nó được tu tập thì nó biết là sát sinh là có tội, đấy là nó nhận thức ra rồi thì nó được học chánh pháp và nó sẽ cố ý tránh xa cái sát sinh đấy, tránh xa cái trộm cắp, tránh xa tà dâm, tránh xa nói dối, tránh xa uống rượu. Thì đấy là ý nó tạo tác, nó làm chủ mà nó tạo tác như vậy. Thế là nó tạo những thiện nghiệp, hay là bây giờ một cái làm tất cả những cái việc bất thiện cũng là do ý, mà làm những cái việc thiện cũng là do ý. Bây giờ ví dụ ý khởi lên cái tâm là làm những cái thiện pháp như là bố thí, cung kính, thứ giới, hành thiền, nghe pháp, đấy là do ý nó khởi lên, nó ý muốn. Cho nên là tất cả những cái điều thiện lành ở thế gian mà một người có thể tạo tác ra được những cái công đức phước lành cũng là do ý. Do ý nó khởi lên, nó có cái ý muốn những cái điều đấy. Vậy thì bây giờ một cái người mà an vui hạnh phúc cũng là do ý nó tạo ra cái an vui hạnh phúc đấy. Để nó tạo ra cái nhân an vui hạnh phúc là do ý. Còn một cái người mà luôn luôn chịu những cái phiền não, những cái sầu bi ưu não, những cái khổ đau bận hạnh, không đạt được những cái điều tốt đẹp, đấy cũng là do ý. Vì ý nó ô nhiễm cho nên là nó tạo tác ra những cái điều bất thiện. Thì đấy cũng là do ý nó làm chủ, ý nó tạo tác. Ý mà ác cảm, ý mà nó có thích thú với cảnh thì nó sinh ra tâm tham. Ý nó mà có ác cảm với cảnh thì nó xác định cái cảnh này đã làm hại ta, đang làm hại ta hay sẽ làm hại ta, thì nó sinh ra cái tâm sân. Ý mà nó hoài nghi do dự mơ hồ không hiểu biết về cảnh thì tốc hành tâm si nó khởi lên. Tốc hành tâm thiện khởi lên thì tạo nên nghiệp thiện, mà tốc hành tâm bất thiện khởi lên thì nó tạo nghiệp bất thiện. Vì vậy nên nói là Đức Phật nói là ý làm chủ và ý nó tạo tác. Đối với tất cả các cảnh còn lại thì ý nó cũng làm chủ và nó tạo tác tương tự như thế. Làm chủ ở đây có nghĩa là nó xác định, nó có quyền xác định cái cảnh đấy. Nó quyết định trên cái cảnh đấy là cảnh gì. Tất cả những cái gì khởi lên ở trong tâm, và cái tâm này nó quyết định cái cảnh đấy. Và sau đó thì những cái tâm tốt hay tâm xấu nó sẽ khởi lên tùy theo cái sự quyết định của cái ý đấy. Thì những cái tâm tốt tâm xấu đấy nó để lại nghiệp tốt và nghiệp xấu, thì nó quyết định cũng là nó làm nó tạo nghiệp. Khi nó quyết định thì đúng thì nó tạo nghiệp thiện, khi nó quyết định sai thì nó tạo nghiệp bất thiện. Đấy là ý.
thế nào là ý ô nhiễm? Vậy khi mà ý ô nhiễm, khi mà khởi lên các cái tốc hành tâm như tham ái thì đấy là ý ô nhiễm, kiêu hãnh thì đấy là ý ô nhiễm. Thế bây giờ biết là trong tâm mình cái ý của mình nó đang thanh tịnh hay nó ô nhiễm, thì cứ để ý xem trong tâm mình nó khởi lên tham ái, tham ái với ngoại cảnh. Ví dụ như con mắt mình ưa thích cảnh sắc, tham đắm với cảnh sắc. Tham ái nó có nhiều cái mức độ bậc, ở cái mức độ mạnh và ở cái mức độ vừa hay là ở cái mức độ yếu. Người mà có tham ái mà nó mạnh thì cái người đấy nó sẽ bị mất tự chủ, làm cho cái tâm lúc nào cũng không còn kiềm chế được, mà nó chạy theo cái tham ái. Ở cái tham ái đấy nó trở nên mạnh quá thì cái người đấy cứ làm nô lệ cho cái tâm tham ái. Với thì nó tham ái ở cái mức vừa phải, hoặc là có cái người thì cái tham nó nhẹ, nó rất là yếu. Cái kiêu mạn nó cũng là một cái ý ô nhiễm, ô nhiễm về kiêu mạn. Sân giận là ý ô nhiễm, ghen ghét là ô nhiễm, còn sẽ là ô nhiễm, oán hận là ô nhiễm. Tức là những cái gì mà liên quan đến tham sân si, hoài nghi những sự thật, những hoài nghi không biết có làm về những cái điều tội phước, làm tội thì có tội không, làm phước thì có phúc hay không, thì có những cái con đường đi đến giải thoát không, có cái con đường đi đến khổ đau không, có nghiệp và quả báo của nghiệp không, thì đấy là hoài nghi, đấy là cái tâm ô nhiễm phóng dật, tâm tham tham là ô nhiễm hung trầm, tự nhiên thì đó là ý ô nhiễm. Thì ngoài ra còn rất nhiều những cái tâm, tức là tất cả những cái tâm gì mà nó khởi lên những cái tâm bất thiện liên quan đến tham sân si thì đều là những cái ý ô nhiễm. Ý ô nhiễm thì nói lên hay hành động thì nó sẽ biểu hiện là do ý ô nhiễm nói lên hay hành động thì khổ não lại bước theo sau như xe chân bật kéo. Ý ô nhiễm thì sẽ vì ý ô nhiễm tạo ra các hành động ô nhiễm. Bây giờ ý mà ô nhiễm thì khi mà nói ra cái lời nói nào đấy sẽ là lời nói ô nhiễm. Ví dụ bây giờ một cái người nói là tính tôi hay nói nặng lời nhưng mà tâm tôi tốt lắm, điều đó có chấp nhận được? Có người thì nói tôi hay nói tục vậy thôi nhưng mà tâm tôi không tục đâu, tâm tôi tốt, tôi là người tốt nhưng mà ở cái mồm tôi nó hay xấu. Tôi tức lên cái gì thì tôi mắng ấy, nhưng mà tôi yêu quý mọi người. Thì đấy là một cách bảo chữa cho cái ý. Chứ thực ra khi mà cái ý nó bất tịnh thì nó mới nói nên lời bất tịnh. Cái ý nó có tham thì nó sẽ nói nên những cái lời liên hệ đến tham. Cái ý mà nó có sân thì nó nói nên những cái lời liên hệ đến sân. Ý mà nó ngu si nó mới nói nên những lời ngu si. Thì đấy là ý ô nhiễm nói nên hay hành động là những hành, là những lời nói ô nhiễm, những hành động ô nhiễm. Những cái hành động ô nhiễm là những cái hành động mà bất thiện. Như là cái người mà cái ý có cái tánh tham thì cái hành động sẽ là ưa thích hưởng thụ những cái tham đắm, những cái ngũ dục ở trần gian. Thì đấy là do ý ô nhiễm cho nên nó tạo ra cái hành động đấy. Vì muốn hưởng thụ những cái dục lạc của thế gian thì có thể người đó sẽ không từ có thể với cái lòng và tham đấy, cái ô nhiễm nó mạnh quá thì cái người đấy sẽ mất tự chủ và sẽ làm cả những việc bất thiện, làm những việc bất thiện để được hưởng thụ những cái niềm vui đấy, những cái niềm vui ở đời để được hưởng thụ những cái ngũ dục sắc thanh hương vị xúc. Vì cái lòng muốn hưởng thụ cho nên có thể sát sinh, trộm cắp, tà dâm, rồi uống rượu, đấy là những nghiệp bất thiện mà là do cái ý ô nhiễm nó xúc tiến, nó thúc dục làm cho người đó làm những cái việc đó. Ý ô nhiễm có thể có những cái hành động, khi mà có những cái hành động liên quan đến đến sân thì cái vị đó sẽ có những cái hành động bất thiện.
hại người, của mình, của người. Liên hệ đến si thì nó sẽ có những cái hành động phóng dật, làm cái việc gì nó cũng sẽ không thành tựu, làm những cái việc sai trái. Vì thì ý ô nhiễm sẽ tạo ra những cái nghiệp bất thiện, vì ý ô nhiễm như vậy. Cho nên là nó sẽ cho cái quả báo khổ đau ở đời này hoặc đời sau, hoặc nhiều đời sau nữa. Đấy là do cái quả báo của ý ô nhiễm. Vì nghiệp sẽ đi theo ý, như bánh xe đang theo chân con bò kéo xe. Cái nghiệp này, mình tạo ra một cái nghiệp đấy, tạo ra một cái nghiệp thiện hay một cái nghiệp bất thiện. Những cái nghiệp bất thiện đấy mình tạo tác ra, tạo tác ra rồi thì và mình đã tạo cái nghiệp bất thiện rồi. Khi mai mốt thì mình chết, mai mốt mình chết thì tại sao cái nghiệp bất thiện mà mình lại phải chịu cái quả báo? Bởi vì cái nghiệp bất thiện nó sẽ đi theo cái ý. Lúc đấy mình chết cũng có cái tâm tục sinh, cái tâm tục sinh đấy nó cũng chính là cái ý của mình. Rồi sau đó mình sinh ra ở trên lúc, ngay cái lúc mình đi cái tâm cận tử, cái tâm tục sinh đấy là nó đã cho ra một cái quả báo của cái ý đó. Nếu ý của mình mà ô nhiễm thì nó sẽ cho ra cái quả báo sinh vào những cái cõi khổ. Sau khi sinh ra đời rồi thì những cái nghiệp bất thiện nó lại tiếp tục trổ quả nữa. Nó trổ quả nữa, nó làm cho mình luôn luôn gặp những cái sự sầu bi, yêu não, gặp những cái chuyện khổ đau phiền muộn nữa. Ví dụ như một chúng sinh mà khi cái thời điểm cận tử nó đến mà cái tâm vẫn còn ô nhiễm, chết với cái tâm ô nhiễm mà phải đọa xuống địa ngục. Đọa xuống địa ngục rồi thì những cái quả bất thiện về bất thiện nó tiếp tục trục, nó làm cho vị đó bị hành hạ thiêu đốt của đời sở trong địa ngục đấy, cho đến khi nào nó hết cái nghiệp đấy thì nó mới thoát ra khỏi địa ngục. Hay nó sinh làm ngạ quỷ nó cũng sẽ bị hành hạ khổ đau cho đến khi hết nghiệp thì nó mới thôi. Đến hoặc là nó sinh làm súc sinh nó cũng thế. Khi nào cái quả nghiệp bất thiện đấy hết thì cái mới thoát khỏi tiếp xúc sinh như vậy. Với một cái ý đang bị tham chi phối, nói lên những cái lời nói, ví dụ như là nó sẽ thể hiện ra cái ý ô nhiễm, nó thể hiện nó ở trong tâm mình thì không có ai biết. Nhưng mà khi mà nó bộc phát ra bên ngoài thì một cái người có trí tuệ người ta sẽ biết cái người này có cái ý ô nhiễm. Người có trí tuệ người ta sẽ biết người này đang bị tham chi phối. Nhưng người đó nói lên những cái lời liên hệ đến tham, người đó sẽ cầu cạnh đó kia. Liên hệ đến tham, nếu mà hành động của cái ý ô nhiễm thì là cứ thích hưởng thụ, thích hưởng thụ những cái vũ dục. Người đó thích ăn, thích ngủ, thích đủ mọi thứ thì nó là ý ô nhiễm về ta. Ý ô nhiễm về ngã mạn thì là người đó khi mà nói lên thì cái gì đó sẽ hay có cái sự như là khen mình trên người. Ngã mạn là hay có cái sự so sánh. Đấy nó cũng là một cái người mà nói ra cái lời nói so sánh, phân biệt cao thấp hơn thua, muốn khoe mình giỏi hơn người khác. Thì đấy là cái ý ô nhiễm, là đã có cái sự ngã mạn. Nếu hành động của cái tâm ngã mạn đấy là hay có cái hành động coi thường, bình thường người khác. Bởi vì tâm mình, tâm ngã mạn là lúc nào cũng nghĩ là mình hơn, coi thường người khác, coi người khác tầm thường. Cái ý mà đang bị sợ giận nó chi phối, để mà nói lên thì hay nói ra những cái lời phỉ báng. Cái người mà có cái ý sân hận thì thích phỉ báng người khác, chỉ trích người khác. Sân hận là hay có những cái đấu khẩu, nói lên là hay mắng chửi. Ý sân hận mà hành động thì cái lúc mà đang sân hận đấy mà hành động, nếu mà không có thể là hành động về đánh nhau ẩu đả là một chuyện này, hoặc là có khi sân hận cả với những vật vô tri, giận cả chém thân đập phá lung tung, đấy cũng là một cái hành động của cái tâm sân hận, một
khi mà đang giận hận thì hay có cái sự chống phá. Ý mà ô nhiễm về cái sự ghen ghét thì hay nói những cái lời đâm thọc. Ví dụ như là mình ghen ghét với ai đó thì hay thêu dệt, hay phải cố tình chống phá cái người đấy bằng lời nói, hoặc là chống phá bằng hành động, phá hoại để cho cái người đó không có thành công được. Đấy là gì? Ô nhiễm nó nói lên những cái hành động bất, những lời nói bất thiện, hành động bất thiện, cho nên nó tạo ra cái nghiệp bất thiện. Ý mà đang bỏng sẻn thì nói lên những cái lời nói dối trá, hành động thế là một cái hành động gian lận, bỏng sẻn không muốn chia sẻ cho người khác. Mình có cái gì đó hay nhưng mà khi mà chia sẻ không chia sẻ cái bí quyết, không chia sẻ cái điều tốt, vì không muốn cho điều cho người khác cũng tốt như mình, cho nên là hay nói dối để cho người ta làm sai, để cho người ta không có đạt được những cái mà như mình đang có để giữ cái quyền độc tôn cho mình. Vậy thì cái ý bòn sẻn là thế. Nó sẽ thể hiện ra ở lời nói và hành động. Với cái ý mà đang oán hận cái ai đó thì sẽ nói lên những cái lời rất là cay đắng, chua chát, chua cay đối với một cái người mà đã oán hận này. Như là một cái lời nói nguyền rủa cái người đấy, mong cho cái người đấy gặp những cái tai ương khổ nạn. Đấy là một cái tâm mà đang oán hận. Còn nếu mà hành động sẽ là một cái hành động, nghĩa là phải tìm một cái cách gì đó để trả đũa, trả thù cho cái người đấy. Thì cái tâm oán hận nó sẽ tạo, nó sẽ có cái hành động như thế. Có hành động như thế thì nó sẽ tự tạo ra cái ác nghiệp cho chính mình. Ý mà đang hoài nghi thì sẽ nói lên một cái gì đó, cũng sẽ nói lên những cái lời lầm lờ, phân vân. Nếu là hành động sẽ là rụt rè, như là mình hoài nghi, không có tự tin, mình làm để nói thì mình cũng nói nó không có thật lòng, mà khi mà hành động thì cũng hành động rụt rè, không có quyết đoán, luôn luôn có sự do dự sợ hãi. Ý mà phóng dật thì nói lời do sẽ hồi hợp, và nếu là hành động sẽ là một cái hành động qua loa. Cái phóng dật là nó không có để tâm, cho nên nó nói nó không để tâm, nói mà không có quan tâm. Hành động thì cũng không có hành động tận tâm được, về cái tâm nó không có chuyên tâm về một cái gì cả. Thì từ những cái đấy là cái tâm ô nhiễm thì nó nói lên cái lời nói và những cái hành động bất thiện, cho nên nó tạo ra cái nghiệp bất thiện. Ý ô nhiễm lớn thì tạo ác nghiệp lớn, chịu cái quả báo tái sinh vào ác thú. Ý mà ô nhiễm vừa phải tạo nên cái ác nghiệp vừa cả, chịu những cái quả khổ vừa phải. Quả khổ vừa phải, nhưng là mình sống ở trên đời này cũng có những cái lúc mình mong cầu điều gì đó nó không được. Đấy là do cái quả báo, cái khổ báo nó theo sau. Cái tâm bất thiện, sống chung với người oán ghét ra nhiều người yêu thương, bệnh tật sầu bi, gặp tai nạn, đấy là cái quả báo. Nhưng mà cái quả báo mà nó nhãn tiền, nó có hai cái loại quả báo, đó là quả báo ngay lập tức, quả báo nó sẽ trổ quả ở kiếp sau, và quả báo nó trổ quả nhiều kiếp về sau. Cho nên là với ý ô nhiễm nói lên cái hành động khổ não bước theo sau. Ví dụ như là với một cái ý ô nhiễm nói lên cái lời gì đó cũng sẽ làm cho mình cảm thấy phiền não, người khác cảm thấy phiền não. Ô nhiễm về tham sân si, khi mà nó khởi lên ở trong tâm thì nó đã cảm thấy nó khổ não rồi, nhưng mà nó mà phát ra thành lời nói hay hành động thì cái mức độ đấy nó lại cao lên. Kìm nén nó ở trong tâm thì nó còn đỡ, mình để cho nó bùng lên, nó mà nó bùng ra lời nói rồi thì nó sẽ làm cho cái, nó giống như một cái ngọn lửa, nếu nó khi mà nó còn âm ỉ thì nó còn đỡ, nhưng khi mà nó bùng lên rồi thì lúc đấy nó sẽ tàn phá rất là lớn. Cũng như vậy, cái ý ô nhiễm nếu mà nó còn âm ỉ ở trong lòng thì nó còn đỡ, nó tạo cái nghiệp do ý đó.
ý nó tạo. Nhưng mà khi mà nó cái ý ô nhiễm ấy nó bùng phát ra bằng lời nói, nó bùng phát ra hành động rồi thì lúc đấy nó sẽ tạo thêm cả, nó làm cho cả cái khẩu nghiệp và cái thân nghiệp cũng bị ô nhiễm theo. Cho nên là có một cái ô nhiễm đấy còn đỡ hơn cả ba cái, có ba cái. Có người thì chỉ ô nhiễm ở bên trong ấy, nhưng bên ngoài ít người ta vì cái ý đấy nó cái ô nhiễm ấy nó yếu, cho nên người ta đè nén nó được, chế ngự nó được. Cho nên là khi nói ra người ta không biết được người đó đang có ý ô nhiễm hoặc và người đó không thể hiện ra thành cái hành động ô nhiễm. Cho nên là cái ý ô nhiễm đấy là ở cái mức thấp, nên là còn chế ngự ở trong lòng. Ví dụ mình tức ai đó mình muốn đánh, muốn mắng, muốn chửi nó, nhưng mà cố kìm chế ra, thế cũng là một phần thành công. Vì ý này ô nhiễm còn yếu, còn có thể dọn được. Nhưng mà ý nó mạnh lên một chút rồi là nó không kìm chế được ở trong lòng nữa, là bắt đầu nó phải bùng phát ra bằng lời nói, bùng phát ra bằng lời nói. Kể cả cái lòng tham cũng vậy, không thỏa mãn được thì cũng nói ra bằng lời, bằng cái lời nói. Đương nhiên là mình tán thán khen ngợi một cái cảnh nào đấy, mình nói với người khác là mình đang ước ao, muốn một cái muốn hưởng thụ một cái cảnh nào đấy, thì đấy là do cái ý mình ô nhiễm. Còn nó ở cái mức cũng cao là không cần đè nén ở trong lòng nữa, nó bùng phát ra bằng cái lời nói rồi. Nhưng mà nó chưa mạnh bằng đến cái mức mà nó phải bùng phát ra thành hành động. Nó bùng phát ra thành hành động thì đấy là mức độ cao lắm rồi, là không còn kiềm chế được nữa rồi, khẩu không kiềm chế được nữa rồi, là lúc đấy nó phải bùng phát ra bằng thân. Tham là bắt đầu cái thân là bắt đầu là cực khổ chạy theo cái tham, sân là bắt đầu nó bùng phát ra bằng thân rồi, thì nó không còn là cãi nhau nữa mà lúc đấy mà đánh nhau. Cái ngu si mà nó bùng phát ra bằng khẩu, nó nói những cái lời ngu si còn đỡ, nhưng mà ngu si mà nó bùng phát ra bằng cái hành động rồi, bắt đầu nó làm những cái việc bậy bạ, mất tàn mất quý, mất hết cái trí tuệ, làm những việc càn rỡ sinh ra phá hoại. Đấy là ý ô nhiễm nói lên hay hành động thì khổ não nó bước theo sau. Khi mà mình càng nói ra thì ý đấy nó sẽ ô nhiễm càng lớn, và cái nó đi thiêu đốt bởi cái ý nó càng lớn hơn. Cho nên là ngay cái lúc mà nó cái ý ô nhiễm đấy nó khởi lên, nó đã khổ rồi, và nó tạo lên cái nghiệp bất thiện, và sau này nó cho ra quả báo còn khổ hơn nữa. Khi mà nó cho ra cái quả báo của ý ô nhiễm còn khổ này, cho nên là khổ não bước theo sau như xe chạy theo chân con vật kéo. Đây là những cái ý ô nhiễm này, ý ô nhiễm mà nó chạy theo cái con vật đấy thì nó trổ quả. Ý ô nhiễm nó tạo ra địa ngục. Ý ô nhiễm này, đến lúc mình chết thì bắt đầu nó sẽ theo cái thần thức. Ô nhiễm mà ở cái mức độ cao quá thì khi mà còn sống, ô nhiễm về lòng tham, chạy theo lòng tham tạo ác nghiệp, cũng về thân tạo ác nghiệp, về khẩu tạo ác nghiệp, về ý, cả ba cái nghiệp đấy nó mạnh quá, thì đến lúc chết thì phải đọa xuống một cái cõi cực khổ, đó chính là địa ngục. Địa ngục tại sao nó có địa ngục, là do cái ý của con người nó ô nhiễm quá mức, cho nên mới có địa ngục. Cho nên nếu mà ai cũng tâm mà cũng thanh tịnh thì làm gì có địa ngục. Vậy là ý tạo ra địa ngục, cho nên là đấy là khổ não bước theo sau. Ôm cuộc đồng cháy, bị những cái quỷ sứ hành hạ, đánh đập, cưa xẻ, mổ xẻ, đâm chém, đấy là khổ não bước theo sau. Nên là người nào có cái ý ô nhiễm thì thật là đáng sợ, cần phải diệt trừ ngay, cần phải gột rửa ngay để cho cái ý đó nó thanh tịnh. Ý ô nhiễm nó tạo ra ngạ quỷ, quỷ đói, lúc nào cũng phun ra lửa, đói khát gầy gò, thèm ăn, tham, nửa tham dục, sống cứ hưởng thụ dục này, bị cái nửa dục nó thiêu đốt.
đến lúc chết rồi lên cái quả khổ phải sinh làm quỷ khao khát, lúc nào cũng khao khát mà bị thiêu đốt bởi cái sự khao khát đó. Ý ô nhiễm nó tạo ra súc sinh, ô nhiễm được cái ngu si tạo ra súc sinh muôn loài, muôn trạng mỗi một loài chúng sinh khác nhau, bởi vì cái tâm ý con người nó muôn vàn sai khác, có mỗi người có cái mức độ ô nhiễm khác nhau, cái khuynh hướng tâm nó ô nhiễm nó khác nhau, cho nên là đến khi mà nó cho ra quả báo thì nó cũng khác nhau như vậy. Vậy thì những cái loài súc sinh mà chịu những cái sự khổ sở, đã là súc sinh thì không có cái sự sung sướng được, mà súc sinh thì luôn luôn khổ sở. Vậy thì đấy là một cái loài rất là thấp kém, do cái ý ô nhiễm nó làm cho cái tâm thấp kém, nó chịu cái quả báo khổ đau như vậy. Ý ô nhiễm tạo ra chiến tranh. Bây giờ không phải tự nhiên mà con người ta đi đánh giết nhau, chém giết nhau, tàn sát nhau, thì đây cũng là do cái ý của con người nó ô nhiễm mà ra, do sân hận, do tật đố, do ghen tị, do tham lam, do ngu si, cho nên là mới gây hận với nhau, cho nên mới gây kết oán, gây thù với nhau, cho nên gây thù hận với nhau, thù hận ở quá khứ, ở hiện tại cho ra quả báo đủ nhân đủ duyên để bắt đầu sinh ra chiến tranh. Cho nên là ở trên có những cái nỗi khổ nào về chiến tranh cũng là do ý nó gây ra, ý nó tạo ra, ý ô nhiễm tạo ra thiên tai. Có phải là do ông có phải thiên tai tự nhiên mà nó có sóng thần, đây là lũ lụt hay là động đất núi lửa, mọi cái đấy đều là cái nghiệp bất thiện của con người, một chỗ nghiệp bất thiện của những chúng sinh. Lúc đấy nó đã kết nghiệp rồi và lúc đấy nó cho ra quả báo, cái nghiệp nó kết sâu dày quá và chín mùi, những cái nghiệp bất thiện thì nó được tích lũy lại, nó tích tụ lại, và đến một cái lúc nào đó nó chín mùi rồi nó sẽ trổ bằng nhiều cách, nó sẽ trổ bằng những cái sự thiên tai. Vậy thì nó là do cái ý ô nhiễm của con người ăn sân si nhiều thì thiên tai nhiều. Khi nào mà con người mà tham lắm thì sẽ có thiên tai, con người mà tham thì thiên tai về lũ lụt nhiều, sân nắm thì thiên tai về lửa, si nắm thì thiên tai về bão gió. Đó là do cái ý ô nhiễm của con người, là ý ô nhiễm tạo ra dịch bệnh COVID về lan tràn khắp thế giới. Tại sao mà COVID? COVID nó sinh ra là do internet truyền bá ô nhiễm khắp thế giới, đưa rất là nhiều những cái xấu xa, những cái công nghệ cao làm cho con người văn minh cao, nhưng mà những cái công nghệ cao thì con người sử dụng vào những cái điều tốt thì ít, mà sử dụng vào cái điều xấu thì nhiều, làm cho con nó làm cho trí tuệ làm cho con người phát triển trí tuệ thì ít, mà nó làm cho con người ta ô nhiễm thì nhiều. Nên là tạo cái nghiệp gì mà tạo chung thì sẽ chịu quả báo chung, nó là cộng nghiệp. Cộng nghiệp tất cả mọi người đều có những cái ô nhiễm. Cái ô nhiễm quá thì bây giờ nó sẽ lâu ngày quá thì nó sẽ thuộc quả báo. Đấy, với cái ý ô nhiễm đấy, tạo thì bây giờ sẽ cái khổ báo não nó sẽ theo sau. Nếu mà ý mà thanh tịnh thì nó đã không có những cái khổ não. Như xe chân theo chân con vật kéo như vậy. Thì bây giờ vẫn hết thiên tai dịch bệnh chiến tranh thì cứ làm cho cái tâm nó thanh tịnh đi là hết. Chỉ có đi hành thiền đi là nó sẽ hết. Nơi nào cũng phải có một cái trường thiền. Mọi người người hành thiền, nhà nhà hành thiền, xã hội tất cả mọi người hành thiền, cho tâm nó thanh tịnh đi thì nó hết. Còn cứ đi tìm vaccine còn không, cái vaccine thanh tịnh là tốt nhất.
ô nhiễm nó tạo ra luân hồi. Cái ô nhiễm cho nên nó khiến cho một người sinh ra đứa bé này trong bụng này chui ra này, lớn lớn lên này, thanh niên này, đi làm ăn này, già mọc râu này, già nữa thì chống gậy này, già nữa thì bắt đầu đi đào một cái mồ nằm này, chết này. Chết cái thần thức lại tiếp tục chui ra ngoài, lại chui vào thai, lại đi thai sinh, cứ đi vòng quanh như thế. Thế là ý ô nhiễm thì nó tạo ra luân hồi sinh tử như vậy. Bây giờ đặt ra câu hỏi nữa, tại sao ý nó bị ô nhiễm, tại sao ý nó lại bị ô nhiễm? Lúc mới sinh ra còn là em bé, ý nó ô nhiễm chưa? Khổng Tử nói rằng là nhân khi sơ tính bản thiện, tính tương tận tập tương viễn. Còn một cái đứa bé mới sinh ra tính nó có cái thánh thiện, nhưng mà do nó thân cận gần gũi cho nên nó bị nhiễm tính tương tận để tập, những cái tập khí nó bị nhiễm vào, nó bị nhiễm vào là do nó thân cận những cái người xấu. Nhưng đấy thì là nhìn ở cái giới hạn là nông cạn thôi. Còn ý ô nhiễm nó luôn luôn tiềm ẩn ở trong con người từ nhiều đời nhiều kiếp. Nhưng mà nó phát ra, nó bùng phát lên do nó gặp nhân duyên. Ví dụ như là có những cái đứa trẻ khi mới sinh ra thì nó cũng thanh tịnh, cái tâm của nó cũng ít nghĩ đến điều xấu. Nhưng mà khi nó gần với những người xấu, nó sẽ bị nhiễm những cái tánh xấu. Ví dụ như là một cái đứa sinh ra ở trong cái gia đình mà có được cái giáo dục tốt, cha mẹ nó luôn nói những cái điều, những cái lời nói, những cái lời nói văn hóa văn minh, thì những cái đứa trẻ nó cũng sẽ nhiễm những cái điều tốt đấy. Nhưng mà sinh ra suốt ngày nghe thấy cha mẹ dùng những lời tục bậy để chửi nhau, thế là nó sẽ nhiễm đấy. Ví dụ như nhà ai mà nuôi cái con vẹt này, hay con chim sáo. Có những cái nhà nuôi chim sáo suốt ngày nó niệm A Di Đà Phật, có con chim sáo này nó nói chào, xin chào, chào khách. Nhưng mà có những cái con chim sáo toàn nói những lời rất là tục, mẹ cha mày, nhìn thấy ai là nó cũng chửi. Chứ đấy nó là cái nhiễm, ý nó bị ô nhiễm. Mấy cái con vật nó gần người nó cũng ô nhiễm. Mấy cái con chó con mèo nó không biết nói, nó sủa gâu gâu gâu, nhưng mà có ngày nó có thể nó gâu gâu là xin chào. Vì nó bắt trước chủ, nó đã bị nhiễm chủ rồi. Có những con chó nó gâu gâu ấy là nó đã không cắn mày chết đấy. Đấy thì nó cũng thế, cái tâm của nó cũng bị nhiễm mới bởi những cái người mà nó thân cận nó gần đấy. Đây là cái quan trọng nhất đấy. Bây giờ có nhiều người mà bây giờ sinh ra xong là đi thuê cô xin về để cho nó bế con, mấy cái đứa con sơ sinh mới sinh ra vậy. May mắn là thuê được cái ô xin có văn hóa lịch sự về chăm sóc bà bảo mẫu ấy, bảo mẫu ấy chăm sóc cho sau này nó dạy được những điều tốt. Hôm nay mà nhờ nghe được mấy bà bảo mẫu toàn tham sân si về nhiễm ngay từ bé luôn, toàn truyền cho những cái tâm bất thiện, thì nó bị nhiễm là do thân cận, nhiễm là một phần do thân cận. Vì ở trong cái đứa bé nó có tham có sân có si, nó cũng có vô tham vô sân vô si. Cái ý của nó được tiếp nhận cái gì, nó được giáo dục cái gì, được giáo dục cái thanh tịnh thì nó sẽ thanh tịnh, mà được giáo dục nó được thân cận với cái điều xấu tham sân si thì nó tham sân si. Vậy nên một đứa trẻ tự nhiên nó không biết nói tục, nhưng mà nó chơi với những đứa trẻ nói tục thì nó sẽ biết nói tục. Một đứa trẻ tự nhiên nó sẽ không biết uống rượu, không biết hút, không biết nghiện ngập, nhưng mà vì nó chơi với những cái đám bè, cái đám trẻ mà nghiện hút thì nó sẽ nghiện hút, nó chơi với những cái đám trẻ mà nó làm những cái việc xấu, trộm cắp cờ bạc thì nó cũng trộm cắp cờ bạc. Thì đấy là vì nó bị ô nhiễm như thế. Nên là Đức Phật có kể một cái câu chuyện là trong tiền thân có hai con chim cùng một cha mẹ sinh ra ở trong cùng một tổ. Thế là nó mới gặp một cái trận giông bão, thì một con chim thì bay vào chỗ của các vị ẩn sĩ và sống với các vị ẩn sĩ, còn một con chim thì bay vào cái
thì bay đến cái khu của đám con cướp mà sống với cái bọn cướp ấy. Đấy, cái con chim mà sống với các vị ẩn sĩ thì nó có cái tâm từ bi. Thế mà nhìn thấy ai đến nó cũng nói những cái lời rất là tốt đẹp, xin chào, xin chào, xin mời vào nghỉ ngơi uống nước. Kể cái con chim mà nó mà sống với bọn cướp ấy, thì nó mà nhìn thấy ai đi đến cái khu rừng của cái bọn cướp ấy thì nó bảo giết nó, cướp hết vàng bạc của nó đi. Thì đấy là cái ý nó giống như là cái lúc mà còn trẻ nó như cái tờ giấy vậy, vẽ lên cái gì, vẽ lên những cái điều xấu thì nó thành xấu, vẽ được tốt nó thành tốt. Nên là cái ý nào mà được quân tập cái ô nhiễm thì nó thành ra ô nhiễm. Vậy thì cái ý ô nhiễm đấy nó sẽ tạo ra những cái nghiệp bất thiện về khẩu, những cái nghiệp bất thiện về hành động, và sau đó nó phải thọ những cái quả báo như thế, thọ những cái quả báo này, chiến tranh, bệnh tật, thiên tai, những đoạn vào các quả khổ này, quả báo xa, quả báo gần, quả báo khổ đau. Đây là cái nguyên nhân của cái ý bất thiện. Thế bây giờ một cái người mà khi mà còn trẻ chưa có ý thức thì nó sẽ nhiễm những cái cảnh ở bên ngoài như thế, nhưng khi nó có ý thức rồi thì lúc này nó còn bị nhiễm đâu. Khi nó có ý thức rồi thì cái lúc đấy mà cái tâm nó ô nhiễm, mà nó nguyên nhân khiến ra cái sự ô nhiễm đấy thì là do cái tâm nó không có cái sự phòng hộ. Khi mà lớn lên, kể cả một đứa trẻ khi còn trẻ nó không bị ô nhiễm, nhưng có những cái đứa trẻ lúc nó mới sinh ra nó được giáo dục tốt, được mọi người quan tâm chăm sóc, thân cận những người tốt, giáo dục cho nó trở thành những người tốt rồi, nhưng khi lớn lên nó tự chủ rồi, nó không còn thân cận với những cái mọi người xung quanh để bảo vệ nó nữa, lúc đấy thì nó còn có nguy cơ bị ô nhiễm không? Nguy cơ ô nhiễm của nó lúc này là do nó có phòng hộ hay không, phòng hộ các căn. Nếu mà một cái người nào sống có phòng hộ thì không bị ô nhiễm, sống buông lung phóng túng là sẽ bị ô nhiễm. Buông lung phóng túng nghĩa là cái tâm của cái vị đó luôn luôn phóng dật, thế nên là cái tâm nó hướng ngoại. Khi mắt tiếp xúc với cảnh sát, vị ấy nắm giữ tướng chung, nắm giữ tướng riêng. Rồi là những cái ưu đi khiến các ác pháp đất thiện pháp khởi lên, thì bị không có chế ngự cái nguyên nhân đấy. Ví dụ như là cái mà các cái căn này nó tiếp xúc với cái cảnh trần ở bên ngoài, luôn luôn tác ý đến những cái khía cạnh khả ái, khả hỷ, khả lạc, hấp dẫn của những cái cảnh đấy, và bị cuốn hút theo cái cảnh đấy, cuốn hút theo những cái ngoại cảnh. Tức là các căn này không có phòng hộ, con mắt không phòng hộ, không biết là cái gì nên nhìn, cái gì không nên nhìn, cái tai không biết phòng hộ, không biết là cái gì nên nghe, cái gì không nên nghe, cái mũi lưỡi thân cũng vậy, nó không biết phòng hộ, nó không biết phân biệt là cái gì nên thân cận, cái gì nên tránh xa, cái gì nên đề phòng, thì nó sẽ bị ô nhiễm. Nếu cái tâm không được phòng hộ thì nó ô nhiễm, còn được phòng hộ nó không ô nhiễm. Nếu như cái ý nó bị ô nhiễm nữa, nó là do nó hay có cái tác ý sai, nó gọi là phi như lý tác ý sai, cho nên nó bị ô nhiễm. Ví dụ như là cái ý đấy nó không có được học chánh pháp thì nó sẽ bị ô nhiễm. Khi mà nó thấy cảnh gì nó tác ý cảnh này là thường lạc ngã tịnh, tức là nó không có tác ý đúng với những cái cảnh này. Còn nếu như mà cái tâm mà nó được học chánh pháp thì nó biết tác ý đúng, nhưng cái cảnh này là vô thường, khổ, vô ngã, bất tịnh, thì cái ý nó sẽ không bị ô nhiễm. Cái người nào mà khi mà được học những cái pháp nó rất là quan trọng, được học những cái chánh pháp thì sẽ luôn có cái tác ý đúng, thì cái tâm nó sẽ đỡ bị ô nhiễm. Còn nếu mà tiếp nhận những cái tà pháp thì tâm nó sẽ dễ bị ô nhiễm.
bây giờ ý ô nhiễm tạo ra cái dòng luân hồi sinh tử. Vậy thì cái mức độ ô nhiễm của mỗi một cái chúng sinh khác nhau, cho nên trong cái dòng luân hồi sinh ra rất nhiều những cái cảnh giới khác nhau. Có cái cảnh giới rất là hạ nghiệp thấp kém, có cái cảnh giới thì ở cái mức độ vừa phải, có những cảnh giới thì cao thượng. Trong cái dòng luân hồi cũng vậy, có chúng sinh thì làm cả vị chư thiên, có chúng sinh thì sinh làm người, có chúng sinh thì sinh làm súc sinh, chúng sinh thì cao thượng, có chúng sinh thấp kém, thì là do cái tâm cao thượng hay là do cái tâm thấp kém khác nhau. Thì có những cái người có cái tâm mà cái ý nó mà thanh tịnh ở trong quá khứ, và cái người đấy mà từng sinh lên các cái cõi cao thượng như là ở cái cõi Phạm Thiên, thì cái tâm nó rất là thanh tịnh. Khi mà sinh xuống cái cõi nhân gian này thì nó sẽ ô nhiễm dần dần do cái sự tiếp xúc với thế gian. Nên là có cái câu chuyện còn vị lúc đấy là tiền thân của Đức Phật là một vị Bồ Tát từ ở trên cái cõi Phạm Thiên sinh xuống, và ngay từ nhỏ sống rất là thanh tịnh, không có đụng đến người nữ, và cho đến khi lớn tuổi vị đó sinh ra là một vị hoàng tử. Nhưng mà cái người cha này rất là buồn phiền, vì sau này nghĩ là cái vị con trai mình vô dụng, thì nó sau này nó không có thể nối dõi được cái sự nghiệp tổ tông. Cho nên là một cái cô gái cũng quyết định sẽ làm ô nhiễm cái vị đấy. Đầu tiên là cô đứng xa để hát cho cái vị này nghe, sau đó thì tiến đến gần để hát, để sau đó cái vị này đắm nhiễm dần dần và chạy theo. Thế thì cái tâm thanh tịnh nhưng mà nó gần cái cảnh ô nhiễm là nó sẽ ô nhiễm. Mà có một cái tâm mà ô nhiễm ở trong quá khứ đã từng ô nhiễm nhưng mà gần những cái cảnh thanh tịnh thì dần dần nó cũng sẽ thanh tịnh được. Vì vậy cho nên là nó rất là quan trọng trong cái hiện tại này. Cái người nào có cái chủ trương nó làm cho cái tâm thanh tịnh còn thì nó sẽ giảm bớt cái ô nhiễm và nó sẽ thanh tịnh lên. Còn cái người nào mà không có cái ý thức để diệt trừ cái tâm ô nhiễm thì cái tâm ô nhiễm càng ngày nó càng tăng trưởng lên, thì nó sẽ thì cái người đấy sẽ sau này sẽ đoạn vào những cõi khổ đau. Đến cái câu thứ hai là ý dẫn đầu các pháp, ý làm chủ ý đại, nếu với ý thanh tịnh nói lên hay hành động, an lạc bước theo sau như bóng không đổi hình. Trước là ý thanh tịnh, ý ô nhiễm thì tạo nên những cái khổ đau. Ý ô nhiễm làm cho thân ô nhiễm, khẩu ô nhiễm, và sẽ bị cái nỗi khổ, cái quả khổ nó sẽ đi theo cái người đấy như là xe, như chạy theo thân vật kéo. Thì ở đây là ý mà thanh tịnh khi nói lên hay hành động thì an lạc bước theo sau như bóng không tuổi hình. Vậy thì cái ý thanh tịnh là cái gì? Ý thanh tịnh là làm sao? Tại sao với ý thanh tịnh để nói lên hay hành động an lạc bước theo như bóng không tuổi hình? Và muốn cho ý thanh tịnh thì phải làm như thế nào? Phải làm cái gì để cho ý của mình nó được thanh tịnh? Vậy thì cái ý thanh tịnh thì nó chỉ khác với cái ý ô nhiễm. Ví dụ như là cái tâm mà nó không có tham thì cái tâm đấy là thanh tịnh. Cái tâm mà không có sân, không có si, không có ngã mạn, không có ganh tị, không có bỏng sẻn, không có sân giận, không có oán hận thù hiểm, không có hoài nghi những cái sự thật, mà không có phóng dật, không có mông lung, không có ảo tưởng, không có tà kiến, không có hôn trầm thụy miên. Chỉ cái điều đó thì cái tâm đấy là cái tâm thanh tịnh. Đấy là tâm thanh tịnh thì nó sẽ luôn luôn đi kèm với những cái tâm cao thượng, những cái tâm tinh hải, những tâm cao thượng. Cái tâm thanh tịnh đấy có, bởi vì là nó có như là nó có niềm tin, có đức tin. Như một người mà sống phải có một cái đức tin, tin vào những cái điều cao cả, cao thượng, tốt đẹp. Ví dụ như là một cái người mà có đức tin
pháp, đức tin về những cái sự thật, đức tin vào nơi Phật Pháp Tăng, tin vào là những cái điều lành thì sẽ có quả báo lành, điều ác thì sẽ có quả báo xấu. Đấy là có đức tin. Thì cái tâm đấy là cái tâm có thanh tịnh thì mới có cái đức tin đấy. Còn cái người mà cái tâm ô nhiễm thì nó không có cái đức tin. Khởi lên cái tâm ô nhiễm là nó không, cái lúc mà khởi lên tâm ô nhiễm nó không có đức tin. Còn lúc mà khởi lên cái đức tin thì nó không có tâm ô nhiễm, có tín, có chánh niệm, tức là nhớ nghĩ đến những cái điều tốt, những điều chân chánh, thì đó là tâm thanh tịnh. Nhớ nghĩ đến những cái điều mà bất thiện thì nó là tâm ô nhiễm. Nó thì trong con người nó có cả hai dòng tâm, ô nhiễm và thanh tịnh. Nên chỉ có điều là cái ô nhiễm nó mạnh hay cái thanh tịnh nó mạnh. Với một người phàm phu thì sẽ luôn luôn có cả hai tâm, thanh tịnh cũng có, ô nhiễm cũng có. Lúc khởi lên ô nhiễm và lúc thì khởi lên thanh tịnh. Tại vì cái lúc nào mà mình bị những cái tâm bất thiện nó chi phối là ý ô nhiễm, lúc nào mình không bị những cái tâm bất thiện nó chi phối thì lúc đấy là tâm thanh tịnh. Thế lúc nào mình nhớ nghĩ đến những cái điều tốt đẹp thì lúc đấy là tâm thanh tịnh, đấy là chánh niệm. Lúc nào mình biết hổ thẹn, biết ghê sợ, mình làm một cái gì đó xấu mà mình biết hổ thẹn, thì đó là thanh tịnh. Và mình luôn luôn gìn giữ, luôn luôn thận trọng, mình luôn luôn sợ hãi những điều lỗi lầm thì đó là tâm thanh tịnh. Còn lúc nào vô tàn vô quý, không biết hổ thẹn, không biết sợ ghê sợ cái gì nữa, thì lúc đấy là ô nhiễm. Hai cái tâm khác nhau. Khi nào mình có vô tham vô sân thì đó là thanh tịnh. Trong tâm mình nó không có tham không có sân thì phải là thanh tịnh. Còn lúc nào có tham có sân thì là ô nhiễm. Lúc nào có cái tâm mà nó không bị dính mắc với những cái ngoại cảnh, có cái tâm thản nhiên với ngoại cảnh thì là tâm thanh tịnh, còn lại là tâm ô nhiễm. Thì khi mà cái tâm thanh tịnh này nó khởi lên thì nó sẽ làm cho cái người đấy nói nên cái lời nói gì sẽ là cái lời nói thanh tịnh. Cái ý thanh tịnh thì nó hay hành động. Thì cái lời nói thanh tịnh, khi mà một cái người mà đang có cái tâm thanh tịnh, đang có tâm thanh tịnh, thì khi đó nói sẽ cái lời nói nên nó sẽ không thể nói nên cái lời thô lỗ được. Cái lời nói thô lỗ nó chỉ được khởi lên với tâm bất thiện, với một cái ý ô nhiễm, chứ nó không thể nào khởi lên trong cái lúc mà mình có đang thanh tịnh. Cho nên là có những lúc mình nói những cái lời nói rất là cái lời nói nó rất là trang nghiêm, nó rất là nghiêm túc, nhưng mà cũng có lúc nói những cái lời nói rất là cợt nhả. Có lúc mình nói những cái lời nói thì rất là thô lỗ hay là nếu nào, thì đấy là những cái lúc mà ô nhiễm thì nó sẽ nói lên cái lời khác. Lúc mà cái tâm thanh tịnh nó sẽ nói lên lời khác. Thì khi mà cái tâm mình nói lên những cái lời nói mà thanh tịnh như thế thì lúc đấy cảm thấy tâm mình nó an hay nó bất an. Nó sẽ an, mình cảm thấy mình nói lên những cái lời gì mà đúng, nói lên những cái lời gì mà thanh tịnh đúng với sự thật, thì cái tâm ngay lúc đấy là cảm thấy nó có cái sự an lạc nó đi theo, nó có cái tịnh, nó có cái an tịnh. Và nó có cái tâm mà nó nhu nhuyễn, nó khởi lên cái sự nhu nhuyễn, nó khởi lên cái chánh trực, nó khởi lên hay là cái lúc nào mình hiểu đúng cái sự thật, lúc nào cái tâm của mình nó có trí tuệ thì lúc đấy mình cũng cảm thấy nó có cái sự an lạc, thân an lạc, tâm an lạc. Thì lúc đấy cái ý cứ khởi lên cái điều tốt làm thân tâm sẽ cảm thấy nó an lạc. Nếu như bây giờ tâm mình là sân, mình sẽ cảm thấy nó giống như bị thiêu đốt ở trong lòng. Nếu như bây giờ mình có một cái tác ý cao thượng để nó xua tan được cái sân đấy đi, thì tự nhiên mình cảm thấy nó hoan hỉ phấn khởi, tự nhiên mình cảm thấy trong lòng nó đầy cái sự hạnh phúc, đầy cái sự an lạc. Thì đấy là cái tâm thanh tịnh mà nó có cái sự an lạc như thế. Nói lên cái lời nói nó đã có cái an lạc. Và những cái hành động
của cái tâm thanh tịnh. Nếu mà cái người có cái tâm thanh tịnh thì có những cái hành động là sẽ là những cái hành động cao thượng tốt đẹp. Ví dụ như là mình có cái tâm thanh tịnh thì lúc đấy mình sẽ thích làm những cái việc tốt, như là cung kính, phải cung kính những cái bậc cao thượng, hay là bố thí giúp đỡ phục vụ, hay là hành thiền nghe pháp, mình làm những cái việc thiện. Tức là lúc mấy mà cái tâm thanh tịnh nó khởi lên thì mình sẽ thích làm những cái việc cao thượng. Chứ không, cái lúc mà tâm thanh tịnh nó khởi lên mình sẽ không muốn làm những cái việc mà bất thiện. Tâm thanh tịnh khởi lên thì sẽ không thể làm được những việc bất thiện, sát sinh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu hay là tất cả những cái ác nghiệp khác, nó không đi kèm với tâm thanh tịnh mà nó chỉ đi kèm với tâm ô nhiễm. Còn những cái tâm, những cái hành động cao thượng nó chỉ có đi kèm với những cái tâm thanh tịnh, là cái tâm cao thượng, chứ nó không thể đi kèm với cái tâm ô nhiễm được. Thì cái tâm thanh tịnh thì nói lên hay hành động thì an lạc sẽ bước theo sau. Đấy, nó an lạc ở hiện tại, ngay cái lúc mình tạo tác nó đã an lạc rồi. Và cái trong này nó cho cái quả báo thì lại còn an lạc hơn. Cho nên là cái tâm thanh tịnh được gọi là ngay vui đời sau vui. Cái lúc mà cái tâm thanh tịnh nó khởi lên là đã có niềm vui. Đấy. Tâm thanh tịnh thì sẽ làm những việc phước thiện, làm phước hai đời vui. Cái lúc mà một cái người nào mà mình làm phước mà mình có tâm bất thiện, trong lúc mình làm phước nếu mà mình khởi lên cái tâm ô nhiễm, tâm bất thiện đấy thì cái quả phước ấy nó sẽ không có được việc tốt ấy, không có được việc tốt bằng nếu như mình làm với một cái tâm hoan hỷ, với một cái tâm thanh tịnh. Cái người nào với cái tâm thanh tịnh mình khởi lên làm cái việc thiện thì nó phải là cái tâm thanh tịnh rồi. Trong cái lúc làm cái điều kiện ấy tâm nó vẫn thanh tịnh thì có cái là sau khi mình làm cái việc đấy rồi thì tâm nó mới khởi lên thanh tịnh hay bất tịnh. Nếu như khi làm xong rồi mình vẫn còn hoan hỷ với điều đó thì đó là tâm thanh tịnh, mà tự nhiên mình cảm thấy hối hận về điều tốt đó thì lúc đấy nó trở nên ô nhiễm. Vì trong tâm nó vẫn cái ô nhiễm nó mạnh thì nó sẽ lấn át cái tâm thanh tịnh. Tâm thanh tịnh nó mạnh thì nó lấn át cái tâm ô nhiễm. Từ cái tâm thanh tịnh đấy thì nó sẽ tạo ra những cái sắc thanh tịnh. Thì ngay cái lúc đấy cái người nào mà có cái tâm thanh tịnh ấy, thì người đấy sẽ có sức khỏe cũng tốt, ít bệnh tật và an ổn. Tức là cái tâm thanh tịnh đấy thì sống an ổn và không có đấu đá, không có cạnh tranh, không có hận thù, cho nên ít gặp những cái chuyện khổ đau phiền não, tức là ít gặp những cái sầu bi khổ yêu đan. Nên tâm thanh tịnh, thế thì cái hành động thanh tịnh ngay ở trong cái cuộc sống bình thường, như là cái người nào mà hay làm hay sống một cách trang nghiêm, như là có giới hạnh, hay là cái người có đức hạnh, thì cái người đấy cũng đã có được cái sự an lạc, đó là có cái lòng tự tin, đi đến đâu không sợ hãi, không rụt rè, ở trước hội chúng đi đến đâu cũng được mọi người hoan hỉ, đâu cũng được mọi người ái kinh. Nên có những người thì cái đấy cũng là do cái tâm thanh tịnh nó đã có cái sự an lạc ở hiện tại. Hay là cái người mà hay làm cái việc thiện như là bố thí cũng vậy, người đấy cũng có cái sự an lạc ngay, có cái sự an vui ngay trong hiện tại. Cái người đấy cũng rất là tự tin, không sợ hãi, không rụt rè, được mọi người yêu quý, cái tâm nó không tán loạn, lúc chết tâm nó không tán loạn, sau khi chết thì sinh về cõi này. Thì đấy cũng là, hoặc là một cái người mà cái tâm mà nó thanh tịnh ở một cái mức độ cao, tâm thanh tịnh nó có nhiều mức độ bình thường ấy, thế nào là nó vô tham vô sân vô si, nhưng mà nó vẫn là cái tâm dục giới này, thì cái tâm thanh tịnh này nó yếu, có lúc nó khởi lên là lúc nó biến mất, lúc nó khởi lên lúc nó biến mất. Cho nên là những cái người sống ở trong bình thường này, cũng như hàng ngày mình có nghe pháp, cũng có học những cái chánh pháp ấy, có suy tư về chánh pháp, trong cái lúc đấy tâm thanh tịnh nó có khởi lên, nhưng mà nó yếu, thỉnh thoảng nó bị những ngoại cảnh nó tác động và tâm thanh tịnh đấy nó lúc nó khởi lên lúc nó mất đi, lúc nó bị thì tâm ô nhiễm nó xen tạp
cho nên là cái tâm nó cũng bị xen tạp giữa cái ô nhiễm và thanh tịnh như vậy. Còn nếu mà một cái người nào có tu tập về giới, có tu tập về giữ giới, có phòng trì giới, có hút thuốc các căn, có sống tiết độ, sống thiểu dục chi túc, có sống chánh mạng, thì cái người đấy cái tâm nó cũng sẽ thanh tịnh hơn, đó là nó sẽ hướng thiện cao hơn. Nếu như nó có khởi lên ô nhiễm thì nó khởi lên ô nhiễm ở cái mức thấp, cái thanh tịnh đấy nó đè nén cái ô nhiễm, nó giống như là mặt trời xua tan bóng tối, hay là cái nước thanh tịnh để nó tẩy hết những cấu uế. Bây giờ có cái gì đó mà cấu uế thì mình dùng cái nước thanh thủy tẩy trừ nó, thì những cái tâm thanh tịnh nó sẽ tẩy trừ những cái cấu uế ở trong tâm. Mình khởi lên nhiều tâm thanh tịnh thì cái tâm cấu uế nó sẽ yếu đi. Vậy nên một người mà có cái đức tin thì hoặc là có cái sự thu thúc các căn, có cái sự gìn giới luật, thì cái tâm thanh tịnh nó sẽ mạnh hơn và cái tâm cấu uế nó sẽ yếu hơn, nhưng mà nó chưa hoàn toàn, nó không có duy trì liên tục. Vậy một người mà muốn đạt được cái tâm thanh tịnh mà nó duy trì được liên tục trong một tiếng, hai tiếng, ba tiếng, một ngày, hai ngày, ba ngày, liên tục cả tuần, cả tháng, cả năm, có ai duy trì được cái tâm thanh tịnh như vậy không? Bình thường mình duy trì tâm thanh tịnh được mấy phút, thử nhìn vào tâm mình duy trì được mấy phút thì tâm mình thanh tịnh, mấy phút thì tâm nhiễm ô. Thế thường thường khi mà đang sống bình thường, ở cái cuộc sống bình thường thế này là nó thế, cái tâm của mình có thể nó thanh tịnh một chút rồi, hoặc là nó lại ô nhiễm một chút, nó thanh tịnh chút, ô nhiễm một chút. Nhưng mà nếu mà tinh tấn tu tập thì nó sẽ thanh tịnh cao hơn, có thể duy trì được nhiều hơn. Nhưng mà nếu như cái người nào mà có cái sự tu tập về tâm, có sự tu tập về tâm, rèn luyện về tâm, tức là người nào có thực hành thiền định, thì cái người đấy sẽ phát triển được cái tâm thanh tịnh ở mức độ cao hơn. Ví dụ như người đó nó niệm ân đức Phật và nhất tâm trên cái ân đức Phật, thì lúc đấy tâm rất là cao thượng và rất là thanh tịnh, chế ngự được các cái tâm ô nhiễm khác, các cái tâm ô nhiễm đó là không tin tưởng vào những cái giáo pháp khác, niệm ân pháp, niệm ân tăng. Những người tưởng niệm về giữ giới, tưởng niệm về bố thí, tức là luôn luôn mình chú tâm chánh niệm tỉnh giác, suy tư tưởng niệm những cái điều đó thì tâm nó sẽ thanh tịnh lên, có chỉ cái tâm nó hoan hỉ lên, chế ngự những sầu bi đi. Còn nếu cái người nào mà có cái ô nhiễm rất là lớn về lòng tham, thì cái người đấy sẽ tưởng niệm về xác chết, tưởng niệm về những cái gì mà nó mang tính bất tịnh thì nó sẽ diệt trừ được lòng tham. Cái người nào cứ hay nghĩ đến cái thanh tịnh, tức là hay nghĩ đến cái đẹp, thì tâm cái tâm nó sẽ khởi lên cái ô nhiễm về tham ái, nó khởi lên tham dục, nó khởi lên. Còn cái người nào đối trị lại cái tâm tham ái tham dục đấy bằng cái cách luôn luôn tưởng niệm đến những cái thứ bất tịnh ở trên thân tâm này, bên trong bên ngoài, ví dụ một cái người tưởng niệm về xác chết, vì xác chết là một cái rất là bất tịnh, tưởng niệm về sự chết ở trên mình thì cái đấy nó rất là bất tịnh, thì nó sẽ diệt trừ được cái tâm tham ái tham dục đi. Cái tâm tham ái tham dục đấy nó diệt thì ngay cái lúc mà nó được đè nén, nó được chế ngự thì tâm thanh tịnh khởi lên. Cái người nào mà có cái ô nhiễm về sân hận tức giận, ác ý, oán hận thù hiểm, thì cái người đấy phải tu tập về cái tâm từ bi hỷ xả, thực hành thiền tâm từ, tu tập về tâm từ, đó là mong cho mọi người được an vui, mong cho mọi người thoát khổ đau, nỗi khổ về thân về tâm được an vui hạnh phúc. Mình khởi lên cái tâm như vậy, mình mong muốn như vậy, mình tưởng quán tưởng như vậy, thì cái lúc đấy cái tâm đấy nó khởi lên thì nó sẽ chế ngự được những cái tâm về sân giận. Khi mà có những cái tâm não hại muốn làm khổ mình, khổ người, muốn làm khổ người khác, cái là tâm não hại, thì mình khởi lên tâm bi là mong cho mọi người thoát nỗi khổ đau, mong cho người kia được thoát nỗi khổ đau.
thì khi mà mình mong cho người khác thoát khổ đau thì mình sẽ không muốn làm khổ ai nữa. Mình có cái tâm ganh tị thì mong cho mọi người được luôn luôn không phải xa lìa những cái điều tốt đẹp. Mình hoan hỉ với những cái thành tựu của người khác thì mình sẽ không ganh tị với cái thành tựu đấy nữa. Thì cứ có những cái pháp môn tu tập để đối trị lại cái tâm ô nhiễm, chế ngự được tâm ô nhiễm, đè được cái tâm ô nhiễm xuống thì lúc đấy là tâm thanh tịnh. Vì thanh tịnh nó có khi mà nó không có ô nhiễm, giống như là một cái mặt kính, mặt gương ấy. Nó thanh tịnh khi mà nó không có cấu uế, không có bụi bẩn nó bám vào. Thì cái tâm của mình cũng vậy, những cái cấu uế bụi bẩn chính là tham ái, tham dục, sân hận, si mê. Những cái đấy có thể là lau dọn được, cũng như những cái cấu uế nó bám ở trên gương mình có thể lau nó đi được. Thì cái tâm của mình cũng vậy, khi mà mình lau được những cái đấy thì nó sáng rực như gương, nó sáng như mặt trời, sáng như mặt trong, sáng như ngọc, sáng như pha lê. Thì cái tâm của mình khi nó thanh tịnh nó sẽ tỏa sáng lên như vậy. Nên ai hành thiền mình sẽ thấy được ánh sáng như thế. Đây chính là tâm thanh tịnh. Mà tâm thanh tịnh đấy cũng là cái tâm có định, cái tâm định tĩnh. Tâm có định tĩnh không tán loạn thì là thanh tịnh. Vậy bây giờ một cái người muốn cho cái tâm ý của mình được thanh tịnh thì cần phải tu tập các cái pháp môn về thiền chỉ, thiền quán. Cả hai cái pháp thiền chỉ và thiền quán nó sẽ làm cho tâm được thanh tịnh. Có những cái mà nó làm cho cái tâm nó thanh tịnh chốc lát, có những cái pháp nó làm cho cái tâm thanh tịnh được làm cho cái tâm thanh tịnh tương đối, có những cái pháp tu tập làm cho cái tâm đạt được cái sự thanh tịnh tuyệt đối. Thanh tịnh nó có những như thế, có thể thanh tịnh một chút xíu, nó có thể thanh tịnh ở cái mức độ tương đối dài, có thể là nó thanh tịnh vĩnh viễn mãi mãi được, tùy theo cái mức độ tu tập và tùy theo cái người đó lựa chọn những cái pháp môn gì để tu tập thì làm cho cái tâm nó sẽ thanh tịnh tương ứng với cái công sức của cái vị đó bỏ ra. Ví dụ như là khi mình khởi lên những cái tâm thiện, mình có cái tác ý thiện, ví dụ như là thấy một cái cảnh gì đó nó đập vào trong ý của mình, hay là trong mắt tai mũi lưỡi thân ý của mình, mình có cái tác ý đúng do mình được nghe pháp. Vậy cái người nào mà cứ nghe chánh pháp và hỏi chánh pháp, thân cận những cái môi trường có chánh pháp thì cái người đấy sẽ luôn có cái như lý tác ý, tức là luôn luôn đối cảnh và tác ý đúng. Thấy cảnh gì quán chiếu đúng, thấy những cái cảnh gì cũng quán nó là vô thường, giả tạm là khổ, là vô ngã, không có cái gì đáng để mình nương theo. Ở trên đời không có cái gì đáng để mình nương tựa, không có gì đáng để mình chấp trước, chỉ có pháp của Đức Phật mới là quý báu mà thôi. Thì mình tác ý như vậy thì mình sẽ coi thường những cái khác đi, những cái mà nó khiến cho mình tham sân si cái, thì là lúc đấy nó sẽ đạt được cái sự thanh tịnh chốc lát một chút xíu. Nhưng mà cái ngoại cảnh nó mạnh quá thì thanh tịnh đấy nó không chống lại được. Còn một cái người mà tu tập những cái pháp thiền chỉ như là chú tâm vào hơi thở, nhận biết hơi thở vào, hơi thở ra, và cái lúc mà chú tâm trên hơi thở đấy tâm nó cũng thanh tịnh, nhưng mà nó chưa có thành cái mức thanh tịnh, nó còn yếu. Thỉnh thoảng những cái năm triển cái là cái câu ế nó vẫn lên nổi. Và khi mà vị đó đạt được cự nhất tâm, đạt được cận định an chỉ định rồi, đạt được đến cái mức an chỉ định rồi, nó mới thanh tịnh tuyệt đối. Vì đó có thể chú ở trên cái hơi cái tâm tướng 1 tiếng, 2 tiếng, 3 tiếng, thì trong suốt cái thời gian an chú ở trong định nhân tâm nó thanh tịnh, cấu uế nó không khởi lên. Đấy là một cái mức gọi là thanh tịnh tương đối, chứ chưa phải là tuyệt đối vì nó chưa có vĩnh viễn là thanh tịnh. Rồi vì đó mà tu tập đến các cái pháp thiền tuệ, vì đó phân tích ra được cái thân này là sắc pháp, rồi các cái danh pháp, rồi quán chiếu được cái sự sinh diệt của nó, thấy được cái tính sinh diệt của nó, hiểu được cái tính vô thường, khổ, vô ngã của nó, thì vì đó sẽ đoạn trừ tuyệt đối cái nhân mà gây ra ô nhiễm. Tất cả những cái nhân mà nó gây ra ô nhiễm là do cái sự hiểu biết sai. Vậy thì vị đó phát triển cái trí,
cái trí tuệ để cho nó hiểu biết đúng. Thì cái trí tuệ hiểu biết đúng đấy, nó khi nào nó thể nhập và vì nó luôn luôn sống với trí tuệ thì nó đoạn trừ được, nó sẽ đoạn trừ hoàn toàn được cái cấu vế, cái ô nhiễm đó là tham sân si. Tham sân si nó chỉ giống như là một cái rác rưởi không, như cái tâm ô nhiễm ấy, nó chỉ như những cái rác rưởi nó bám vào trong tâm. Nếu như mà một cái người đấy có cái sự tu tập về tâm, về tuệ và cấu thì vì nó sẽ tẩy trừ được nó, tẩy trừ được nó là khỏi tâm, đoạn trừ được nó và đoạn trừ được nó hoàn toàn. Thì lúc đấy cái tâm thanh tịnh nó mới được gọi là thanh tịnh hoàn toàn, thanh tịnh vĩnh viễn. Thế nên là tất cả những cái pháp tu tập ấy là những cái pháp làm cho tâm được thanh tịnh. Thì đấy là với cái ý, thì làm cho cái ý nó trở nên thanh tịnh thì ý dẫn đầu các pháp. Lúc này ý đã thanh tịnh rồi, nó chỉ dẫn dắt cho các pháp khác thanh, đi theo con đường thanh tịnh mà thôi. Ý ô nhiễm thì nó sẽ dẫn dắt cho các pháp pháp đi theo con đường ô nhiễm. Ý ô nhiễm nó sẽ dẫn dắt các pháp là cái gì? Nó sẽ dẫn dắt con mắt đi vào ô nhiễm, nó sẽ dẫn dắt tai, dẫn dắt mũi, dẫn dắt lưỡi, dẫn dắt thân, dẫn dắt luôn cả cái ý đấy đi vào con đường ô nhiễm. Ô nhiễm là nó khởi lên tham sân si, rồi nó tạo nên các ác nghiệp và nó đi vào địa ngục ngạ quỷ súc sinh, rồi nó phải chịu những cái quả báo khổ đau ở cái cõi nhân gian này và cái cõi thấp kém khác. Còn cái ý thanh tịnh, ý thanh tịnh thì nó cũng là chủ tạo tác. Ý đấy, cái ý thanh tịnh đấy nó mà dẫn đầu các pháp thì nó sẽ dẫn con mắt này đến với những cái cảnh mà không tham đắm với cảnh, không sân hận với cảnh, không si mê với cảnh. Nó sẽ dẫn cái tai, dẫn mũi, dẫn lưỡi, dẫn thân và dẫn cái tâm này đi đến với cảnh mà không bị tham dục sân hận, không bị si mê nó chi phối. Thì lúc đấy cái ý nó thanh tịnh, nó sẽ dẫn dắt cái chúng sinh đấy, làm cho mình tiếp xúc với cảnh và luôn luôn khởi lên những cái tâm thanh tịnh. Thì nó sẽ dẫn dắt cho cái người đấy nói ra những cái lời thanh tịnh, tạo những cái nghiệp thanh tịnh và sẽ đi đến những cái cảnh thanh tịnh, sẽ đi đến niết bàn, sẽ đi đến giải thoát khổ đau. Thì đấy là ý thanh tịnh thì nó sẽ dẫn dắt đến cái an vui tự tại và giải thoát. Ý ô nhiễm thì nó dẫn dắt đến khổ đau và bất hạnh. Vậy thì cái tu tập có nghĩa là thế, là tu tập chính là cái người đang rèn luyện cái ý này. Trong suốt cái quá trình tu tập học cũng là để cho rèn luyện cho cái ý này, nó nhận thức ra. Giữ giới hành thiền cũng là để rèn luyện cho cái ý này nó thanh tịnh ra, và nó tùy theo cái người nào nỗ lực tu tập thì cái ý nó thanh tịnh nhanh, người nào mà giải đãi thì nó sẽ thanh tịnh chậm. Được sinh làm người cũng là nhờ tâm thanh tịnh. Sinh ra làm người trong cái lúc mà tâm đi tục sinh, nhưng mà tâm ô nhiễm không sinh làm người. Cho nên là cái lúc đấy tâm có thanh tịnh tạo những cái nghiệp lành thì mới được sinh trở lại làm người. Còn nếu mà tâm ô nhiễm tạo nghiệp ác cũng đọa xuống khỏi khổ rồi. Cái tâm thanh tịnh trong sáng như tạo nghiệp thiện, sinh làm chư thiên cũng nhờ ý thanh tịnh. Khi ý thanh tịnh mà cho nên là có những cái lời nói và cái hành động tốt cao thượng, tạo ra được những cái phước báo cao thượng, thì đến lúc chết thì cái tâm tục sinh có thể sinh vào cái cõi thiên giới. Ý thanh tịnh có thể chứng đắc được a la hán thánh đạo, a la hán thánh quả cũng là nhờ cái ý thanh tịnh. Nếu ý thanh tịnh mà tu tập tốt thì có thể chứng đắc trở thành những bậc thánh nhân, những bậc a la hán, những bậc tự lưu nhất lai bất lai a la hán, cũng là nhờ vào cái tâm thanh tịnh thì nó sẽ dẫn dắt đi trên cái con đường thanh tịnh từ thấp đến cao. Cái thanh tịnh thấp nhất là sinh làm người, cao hơn chút làm chư thiên, cao hơn nữa thì làm phạm thiện, cao hơn nữa thì làm các bậc thánh nhân, dự niệm nhất này đến bậc này đến a la hán nữa. Ý thanh tịnh hơn nữa thì chứng thành phật quả. Một cái người mà tu tập đạt đến cái sự thanh tịnh tuyệt đối, dứt được hết tất cả những cái tiền kiến tật, tức là đạt đến một vị như đức phật ấy, là cái thanh
tinh nó không còn một tì vết nữa. Tức là ngay cả đến những cái tật xấu ở trong vô lượng kiếp quá khứ cũng được tẩy trừ nhờ cái công phu tu tập rất là lâu dài. Thế cho nên là cái người nào miệt mài tu tập càng lâu thì thanh tịnh nó càng lớn. Nên một vị A La Hán cũng tu tập, cũng chứng đắc niết bàn, cũng đoạn trừ hết tham sân si, nhưng mà cái trí tuệ không bằng một vị Phật. Bởi vì cái thời gian để tu tập chứng một vị A La Hán nó ngắn hơn thời gian tu tập để chứng thành Phật quả. Một vị A La Hán có thể tu tập trong một thời gian ngắn 100.000 đại kiếp, hoặc là làm có thể trở thành các bậc đại A La Hán, hay là một A Tăng kỳ kiếp 100.000 đại kiếp trở thành các bậc thượng thủ A La Hán. Nhưng mà để trở thành một vị Phật thì phải tu tập ít nhất là 4 A Tăng kỳ kiếp 100.000 đại kiếp trong suốt cái thời gian đấy, tẩy trừ cái tâm ô nhiễm, phát triển cái trí tuệ thanh tịnh. Cho nên đến khi mà trở thành một vị Phật thì vị đấy cũng hết tham sân si, hết câu uế phiền não, hết luôn cả những cái tập khí, những cái tánh xấu. Nhưng mà cũng có người thì hết tham sân si rồi nhưng chưa hết tập khí, chưa hết tánh xấu. Một cái thói quen như là một cái áo nó bị dơ bẩn, mình có thể đem ra tẩy trừ nhưng mà cái vết ố của nó vẫn còn. Nhưng mà nếu mà một cái người mà cứ miệt mài tẩy trừ lâu hơn, bỏ ra cái công phu sâu dày hơn thì tẩy trừ nó sẽ hết sạch cả những cái men khổ, nó hết sạch, nó không còn tì vết nữa. Thì một vị Phật là thế, miệt mài tẩy trừ cái ô nhiễm ở tâm mình suốt 4 A Tăng kỳ kiếp 100.000 đại kiếp, cho nên là khi thành Phật không còn một chút tì vết ô nhiễm. Còn như những bậc A La Hán bậc thường chẳng hạn thì tẩy trừ rất là nhanh, cho nên là khi có thể là chứng đạo quả rồi hết tham sân si, hết ô nhiễm, nhưng nó vẫn còn một chút tì vết, đó là vì nó còn những cái tập khí, những cái tật của những cái kiếp trước. Ví dụ như có những vị kiếp trước mà có cái tật bị, có những có một cái vị ni chứng A La Hán, nhưng mà vị đấy ăn rất là nhiều, ăn khỏe, ăn như lợn, ăn như trâu. Khi bị chứng thì biết là kiếp trước mình là con voi, nên là vẫn còn tập khí ăn ăn. Có những cái tập khí nữa đấy, là có những cái tập khí của những cái vị mà hay nói những cái lời xúc phạm người khác, mặc dù vị đó không còn tham sân si, nhưng mà đó là cái tập khí do vị đó trước kia đã từng làm các cái vị bà la môn và hay coi thường những cái giai cấp, cứ cho mình là giai cấp cao thôi, coi thường cái giai cấp thấp. Thì cái ý thanh tịnh là thế, nó có thể dẫn dắt một cái người đấy đến những cái mức độ cao thượng tùy theo cái công phu của cái vị đó tu tập. Ví dụ như là mình được hưởng những cái phước lành ở cái cõi đời này cũng là do cái ý của mình thanh tịnh, và mình có những người nói và hành động tạo thiện nghiệp cho mình được hưởng cái phước lành ở cõi đời này, được hưởng những phước lành ở cái thiên giới cũng là do cái ý thanh tịnh mình tạo cái phước lành, mình được sinh về thiên giới, được hưởng những cái phước lành của những cái đạo quả niết bàn, đó cũng là do cái ý thanh tịnh dẫn dắt khiến cho mình tu tập và mình chứng đắc được các đạo quả, chứng đắc được những cái quả tối thượng không ai sánh bằng như quả vị Phật, cũng là nhờ có cái ý thanh tịnh và vị đó tu tập tinh lũy các ba la mật trong một thời gian dài, đến khi chứng thành Phật quả và đạt được cái ý thanh tịnh tuyệt đối. Hết cái hai câu pháp cú đầu tiên, ý dẫn đầu các pháp, làm chủ ý đạo với ý ô nhiễm thì nói lên hai hành động của lão Bụt theo sau như xe chân vật kéo, còn ý mà thanh tịnh thì an lạc sẽ bước theo sau như bóng không đợi hình. Bài kinh pháp cú đầu tiên còn Idam Nam Bhagavate.